Sau khi được thành lập, hoạt động của các ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực ở 63 tỉnh thành trên cả nước đã dần rõ nét hơn, thể hiện qua những chỉ đạo cụ thể, đi thẳng vào các vụ án, vụ việc nổi cộm, qua đó từng bước xử lý những sai phạm tồn đọng và ngăn chặn nguy cơ tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa, ngay tại cấp cơ sở. Ghi nhận từ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại thành phố Đà Nẵng sẽ cho thấy điều này. Đây là tổng giám đốc một công ty tại Đà Nẵng. Người này đã bị khởi tố, bắt tạm giam năm ngoái với những sai phạm trong quá trình định giá đất. Đây cũng là một trong 6 vụ án mà Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Đà Nẵng mới đây đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Gần đây thì Ban chỉ đạo đã đưa vào 6 vụ án mà thuộc diện Ban chỉ đạo cũng trực tiếp chỉ đạo, cũng đưa ra lộ trình có quy định về trách nhiệm thời gian. Thì phải nói rằng là cái tiến độ điều tra của 6 vụ án mà thuộc diện Ban chỉ đạo rất là kịp thời, cái sự phối hợp với các cơ quan tư pháp cũng nhịp nhàng hơn trước, tháo gỡ kịp thời khó khăn. Thời gian qua, Đà Nẵng là địa phương đã xảy ra những vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực liên quan đến đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp, khiến nhiều lãnh đạo đã bị kỷ luật, thậm chí là vướng vào lao lý. Do đó, với những chỉ đạo liên quan đến các vụ việc này, thành phố đang cho thấy quyết tâm đi đến cùng trong xử lý những sai phạm phức tạp kéo dài. Ban chỉ đạo của phòng chống tham nhũng của thành phố đã đi vào hoạt động rất là hiệu quả. Bên mặt là xử lý trách nhiệm hình sự của các cái đối tượng, và bên cạnh đó chúng ta phải chú trọng đến các vấn đề thu hồi những tài sản tham nhũng. Ban phòng chống tham nhũng tiêu cực ở các địa phương đó, hoạt động có hiệu quả, nhiều vụ việc tiếp tục được phanh phui và nhiều vụ việc đó, là đi đến cùng, đang đi đến cùng và có cái hướng, tức là không có vùng cấm. Hạn chế trong định giá tài sản, một vấn đề được Trung ương chỉ rõ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều tra, xét xử, thu hồi tài sản từ các vụ án tham nhũng tiêu cực. Do đó, chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng nhằm đẩy mạnh công tác định giá, dù đây là nhiệm vụ rất phức tạp, cho thấy công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại địa phương đang tiến hành theo đúng tinh thần của Ban chỉ đạo Trung ương. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo, tôi tin rằng là cái định giá của chúng ta cũng sẽ phải khẩn trương hoàn thành trong thời gian theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Việc mà kê biên tài sản để thu hồi tài sản tham nhũng là một trong những cái trọng tâm mà chúng ta cũng đặt ra. Thu hồi tài sản tham nhũng mà theo nhận định là chúng ta cũng đạt được trên 90%. Tại Đà Nẵng, trong 7 tháng đầu năm, ngành chức năng đã phát hiện khởi tố mới 22 vụ với 20 bị can trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái và 450% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác này đang được tiếp tục đẩy mạnh nhằm thực hiện đúng những chỉ đạo từ Trung ương.